Rồi, trại trồng hương Long An Cần Giuộc. Anh chị em cô bác mới khởi nghiệp nuôi cây hương ha. À, anh em trong hội chăn nuôi chồn ha. Thì nhân dịp bữa nay cũng 25 Tết. Thì mình cũng giao lưu với anh chị em cô bác một chút xíu qua vấn đề cây hương ha. Thì mấy clip vừa qua mình cũng báo với anh chị em cô bác mới khởi nghiệp thì còn khoảng một tháng nữa tới lễ Noel đó anh chị em, thì nó lên giống dộ ha. Thì nói chung hôm nay mình cũng phối triền miên đó anh chị em, đằng kia cũng cặp đang la đó, cặp này phối hai bữa rồi, nó cũng gừng đầy đục rồi, nó vớt cục cục dưới đây nè anh chị em đó. Thì qua clip giao lưu anh chị em có xem cái clip này thì bật cho nhiều người coi và đăng ký kênh ủng hộ cho mình có động lực ra video tiếp theo. Còn vấn đề anh chị em muốn tìm con giống thì alo mình ha. Vấn đề mới khởi nghiệp có trục trặc gì cũng alo mình thoải mái, dù cho bắt con giống ở đâu cũng vậy ha anh chị em cô bác. Mình cái clip nào mình cũng có nêu lên vấn đề đó, thì qua cái clip mình giao lưu thì anh chị em cũng biết số điện thoại mình hết toàn quốc rồi. Thì số điện thoại mình thì 0364 838 016. Thì anh chị em cô bác dễ hiểu mà, số điện thoại mình dễ nhớ. Thì qua clip giao lưu thì mình muốn nêu lên chút xíu vậy thôi. Thì anh em có thắc mắc gì vấn đề cày hương đó thì cứ mạnh dạn điện mình tư vấn. Còn vấn đề mình không có rảnh để coi tin nhắn ha anh chị em. Đó, chiều mình cho ăn cái bố mẹ sanh sản nè, chuối sắc phanh trộn miếng thức ăn thì rồi mình cũng có đưa lên anh chị em biết cái hiệu thức ăn này ha. Đó, dàn thao mình để rồi anh chị em theo mình lên trước. Còn đây sẵn mình giới thiệu về vấn đề mình tập cho chồng con ăn luôn, chuẩn bị mấy bầy nữa mình đem ra ngoài ha. Thì mình đổ mấy miếng cháo ăn liền này anh chị em. Giờ mình lấy nước cá mình luộc cái đó, giờ mình đổ vô với hai con cá luộc với chuối băm băm vô, giờ tập con nó ăn đó anh chị em. Ăn cứng mình đem ra ngoài, tối thiểu tháng 10 ngày ăn cứng, giờ mình đem ra ngoài anh chị em cô bác. Thì anh chị em cô bác theo mình lên trước. Thì ở đây cũng có thằng anh bên Hiệp Phước cũng đầu năm khởi nghiệp, thì cũng có qua đây đặt con giống mình cũng gồm có cũng 5 đôi. Thì tới mùng 9 anh ấy qua bắt, thì nói chung là rất bự rồi, nó vô dạng lứa hết rồi đó anh chị em. Đây nè, đó, ở bên đây chà bá hết. Thì tới mùng 9 ảnh qua, bữa ảnh qua thì cũng mùng 9 ha. Giờ tới mùng 9 tháng Giêng thì ảnh qua đây thì nó vô lứa hết rồi đó anh chị em. Mình nuôi cũng 20 ngày cho ảnh đó anh chị em thấy không, nó chà bá lửa hết rồi. Chiều cho ăn cá chê sống với lại chuối mình băm ra nè anh chị em. Tới 10 giờ hết mình dặm thêm 7 trái 2 trái chuối nữa thôi đó anh chị em thấy không. Rồi qua vấn đề mình giao lưu anh chị em cô bác một chút xíu thôi vậy ha. Còn anh chị em nào muốn khởi nghiệp bắt con giống bên trại hương, trại chọn hương của Nguyễn thì alo mình, chắc vào tháng Giêng có tiếp tục đó anh chị em cô bác. Thì thôi, trại chọn hương Long An Cần Giuộc không có gì hơn, cũng cầu chúc anh chị em cô bác đón xuân mới vui vẻ, làm ăn cái gì cũng thành công hết ha. Thôi, chạy trồng hương Long An Cần Giuộc thôi, xin chào hết nha. Rồi, thôi xin chào nha.